Rồi kênh Mai Vàng Hùng Anh xin chào các bạn nha. Hôm nay buổi sáng ngày mùng 2 tháng 7 nè. Em cũng lên cái clip này để mà góp ý với các bạn một vài ý về, rồi anh em nào có áp dụng làm theo làm ha. Rồi chia sẻ cũng một vài cái kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm nho nhỏ về cái cách chăm sóc mai của em thôi. Thì cũng cập nhật cái cây bữa nay cứu mà mình dùng thuốc Alpha Con của công ty Dubai Hoa Kỳ đó để cứu cho cây mai đó, thì bữa nay nó được 21 ngày nó gây ra và cơ lá rồi. Rồi theo em thì cũng cho anh em một cái lời khuyên ha, những anh em nào mà nhờ em gửi thuốc mà để cứu mấy cây mai si đó thì em nói một cái vậy, anh em nào đồng tình thì làm theo em, còn không đồng tình thì thôi. Em theo em thấy những cây mai mà nó si như vậy nè, giờ mình cứu lại nó mới phục hồi đó, thì tốt nhất năm nay đây tới tháng 9 thì anh em cứ tưới dưỡng rễ cho nó, cho nó đi cơ hai, chừng nào nó nhóm cơ hai anh em hả, xài phân NPK nha anh em. Còn như mà nó chưa nhóm đầu cơ hai thì bộ rễ nó cũng còn yếu lắm, anh em đi NPK vô sớm thì nó có thể là nó bị cháy cái rễ, nó xi lại nữa. Nó cứ tưới dưỡng rễ định kỳ như Gogo hay gì đó em có gửi cho anh em đó, thì cứ tưới đi cho nó mạnh khỏe, cái bộ rễ nó đi cơ hai là mấy chắc cú là cây mai của mình nó phục hồi 100%. Rồi đó, cấp đó mình hãy tưới phân NPK thì lọt qua đây tới tháng 9 đi, cho coi nó đi một cơ đọt nữa coi nó mạnh khỏe hay là không. Cái này là lời khuyên của em nha. Nếu mà cảm thấy cây mai mình nó khỏe thì hãy tưới phân làm nụ vô để mà Tết mình chơi qua. Còn cảm thấy nó còn yếu thì cho nên cho nó nghỉ cho khỏe một năm đi. Mình cứu nó sống lại được là mình mừng rồi. Để sang năm mình có cây mai để mình ngắm, để mà cho nó nghỉ một năm rồi ra Tết đó, anh em mình bấm cành lại. Rồi đó, cho nó đầy đủ sức khỏe trong một năm đó, rồi tới cuối năm nó cho bông mình chơi, đặng mình còn được ngắm. Còn như mình bây giờ nó mới bệnh mới hết mà mới phục hồi à, mà anh em đè đầu làm nụ cho nó, tưới phân làm nụ nữa rồi nó si lại thì nó khó cứu. Thì đó là đây là cái chia sẻ thật lòng của em. Và cũng nói với anh em, khuyên anh em là anh em có mua cơm cát với Gogo cộng với cái thuốc này để mà tưới cho cây mai phục hồi đó, thì thằng cơm cát nó là kích thích sinh trưởng. Em có chia sẻ với anh em hoài đó, là chỉ tưới vào gốc cộng với Gogo cho cây mai chỉ hai lần thôi chứ không được tưới nhiều. Còn thằng Gogo nó là dưỡng rễ thì anh em tưới đầu năm tới cuối năm, đây tới cuối năm cũng vẫn được, nhưng mà thằng cơm cát chỉ tưới hai lần thôi tại nó kích thích sinh trưởng, mình đừng có tưới lạm dụng nó nhiều quá. Em cũng khuyên anh em một lời khuyên như vậy ha. Rồi á, rồi cũng chia sẻ thêm một cái nữa, nhiều khi cây mai này em nó si nhẹ nè, nên em tưới một cử là nó đã đi tược rồi. Còn những cây mai anh em nó bệnh nặng hơn cây mai của em thì có thể hai cử, và bệnh nặng nữa là có thể ba cử. Tại sao em nói như vậy, để em quay cho anh em xem nè. Như cây này nó si nhẹ nè, nó si như vậy mà em tưới một cử nó đâm tược. Rồi cái cây bị lá me này, đây bữa nay nó đi được tới đây, nó ra lá như vậy rồi đây. Thì cây này cũng đồng thời áp dụng như cây kia, đúng không? Nhưng mà nó phục hồi từ từ nè, là biết cái cây này chứng tỏ là nó si nặng nè, nên bữa nay nó mới đâm ra được có nhiều đây đây. Bữa nay nó mới nhóm 2-3 ngày nay thôi. Thì những cây này anh em tốt nhất nên tưới dưỡng rễ hoài cho em đều đều đi, để cho nó mạnh, nó sum xe đi. Rồi sang năm mình nó sống lại rồi là mình ok rồi, sang năm mình hả chơi Tết. Còn thêm một cây thứ ba nữa nè, cây này nè nó si nặng nhất luôn nè anh em thấy không, bữa nay nó mới đi được bên đây mà dòm nè. Em chỉ cái này là cái kinh nghiệm của em cho anh em phân biệt luôn nha. Bên đây nè nó đi tược nè, nhánh này nó đi tược nè, nè quay tổng thể cây mai cho anh em xem ha. Nhưng mà cây mai này nó si rất nặng, anh em phải tưới thêm một hai cử vào gốc cái thuốc, biết cái gói thuốc Alpha Con này tưới vô là nó sẽ đi rễ và nó mạnh cây mai, thì mình nên tưới nó nữa thêm một vài cử nữa cho nó thiệt là mạnh luôn, và cộng chung với dưỡng rễ Gogo thí dụ vậy đó. Còn bên đây nè nó yếu nè. Tại sao mà em phân biệt cái cây này cho anh em xem là chứng tỏ cây mai này nè, bên đây cái rễ nó mạnh nè, bên đây nè, mé bên đây, mé bên đi tược nè anh em, cái rễ nó mạnh, nó hút nhựa lên được, hút thuốc lên được nên nó đi tược. Còn bên đây cái bộ rễ bên đây nó có vấn đề nè, nó còn yếu. Cái này là em chỉ kinh nghiệm cho anh em phân biệt, nên cái bộ rễ nó không phát triển được, không rút được nhựa mấy anh đây nè,
lên đây nè để mà dẫn ra cái bo này nè, nên nó chưa đi được tuột được. Nhưng mà cái bo trên này á, thì bên đây thấy nó muốn nhóm nhóm rồi, cũng phục hồi cũng được, nhưng mà nó hơi yếu hơn là cái mé bên đây. Đó là anh em biết bộ rễ bên đây nó có vấn đề, có thể là một hai rễ cái rễ mình bị si đó, một hai rễ nó bị hơi thúi rồi nè, nó không rút nhựa lên được nè. Đó, đó là cái này là cái kinh nghiệm của em chia sẻ cho anh em. Tại sao mà nhiều anh em chơi mai bị cây mai bỏ chi, bỏ cành là cái chỗ đó đó. Nhiều khi cái bên cái rễ bên đây nó yếu hơn, nó không rút nhựa lên được, nên nó họ đâu có nuôi cái cành này được. Em nói điển hình cho anh em, không có nuôi cái cành này được thì bắt buộc bộ rễ bên đây, cái rễ bên đây nó có vấn đề nè, nó mới không rút nhựa lên cái cành được, cái cành này, nên cái cành này không đi tuột được, nên nó mới chết, nó mới bỏ chi là cái chỗ đó đó anh em. Nên mình cũng phải có thêm một cái kiến thức và một cái kinh nghiệm nữa. Đó là đây là em chia sẻ cho thật lòng cho anh em. Em là nói thẳng ra, nhiều khi anh em nào có buồn phiền em chịu. Em là người miền Tây, ăn ngay nói thẳng, ăn to nói lớn, chịch là phải lên tiếng liền. Nó chứ không có để em bức xúc em ngủ không được, nói thẳng ra vậy. Nhiều khi em lên một hai clip em la, em nói là nhiều anh em vô bình luận. Nói không phải là cây mai mà tưới một loại phân đầu năm tới cuối năm là nó có là nhiều bông. Ông anh nói tên gì quên rồi, nói chỉ cần tưới phân đầu trâu 501 nó đạm không ở chổng á, mà nói tưới phân đầu trâu 501 với humic dưới trên phun ngựa nấm với bò chỉ là tết cây mai có bông, tôi dám hứa luôn á. Đậu mà tết anh được bao nhiêu cái bông, nếu anh xài đạm không á, tết anh cây mai anh được bao nhiêu cái bông. Cây mai chơi á, nói thẳng ra nó rất khó, chứ ai nói đơn giản, không có đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản là chăm cây mai nào nó cũng sung hết trơn, nó cũng sung đều như vậy, chứ đâu phải là cây mạnh cây yếu. Nó rất khó chăm, nhưng mà mình dòm cây mai mình biết là cây nào yếu thì mình tưới dưỡng rễ vô. Như anh em mới tập chơi anh em không biết, còn như em đây em biết gì, mày yếu thì tao không có cho mày ăn phân NPK, không cho mày ăn phân hữu cơ, mà tao chỉ tưới phân dưỡng rễ vô cho mày thôi, để cho khi nào cái bộ rễ mày mạnh khỏe đi, tao thấy mày khỏe đi ra tàn lá tùm chum chê rồi là biết mày mạnh rồi, cấp đó tao mới cho mày ăn phân hữu cơ NPK vô. Nó là cái đó là cái kinh nghiệm, chứ không phải cây nào cũng đè đầu tới định kỳ 10 ngày tưới phân NPK, người ta kêu tưới 30-10-10. Cây mạnh anh em tưới 30-10-10 nó bắt được phân đi được, còn cây yếu làm sao mà nó bắt được phân, cái bộ rễ nó đang yếu là sao nó bắt được phân, còn tưới phân nó vô nó cháy cái rễ nữa, nên cái nó càng ngày nó càng suy nặng nữa. Là cái chỗ đó, cái đó là mấy cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật để chăm mai. Bởi nhiều khi anh em cũng xin lỗi anh em nha, em thì chia sẻ thật lòng, nên em phải phân tích cho kỹ, nên cái clip em nhiều khi nó dài quá, anh em cũng cố gắng xem để mà rút cho mình, mới tập chơi mà rút cho mình một hai cái kinh nghiệm. Còn như cái vô cái quy trình chơi mai á, đầu năm tưới đạm cao, giữa năm tưới lân cao, rồi cuối năm tưới kali cao, đúng, nó là cái công thức bắt buộc anh em ai cũng phải biết. Dạ, trên phun ngừa sâu vào bò chỉ người nắm với cộng dưỡng rễ, cái đó là nó là phải là ok. Nhưng mà quan trọng dòm cây mai nào được ăn phân NPK hay không, hay cây mai nào phải ăn dưỡng rễ, cái đó anh em còn phân biệt thêm một cái nữa mới quan trọng, chứ không phải cái công thức thì nó vô như vậy. Nhưng mà dòm cây này như cây này nó yếu hơn, cái bộ rễ nó yếu, nó mới yếu hơn cây này, em phân biệt cho anh em xem nè. Thì thằng này á, tốt nhất á, lâu là để cứ tưới dưỡng rễ cho mày mạnh lại đi, rồi tao cho mày ăn phân sao. Còn như thằng này thì vẫn cho ăn phân, là nó là cái chỗ đó, đó là một cái kỹ thuật. Gà chăm mai rồi muốn cây mai nó sống với mình hay không là cái do cái kỹ thuật đó. Còn như nụ nè, như anh em ra đọt giờ anh em chặn làm chi, chặn đọt anh phân tích luôn, chặn đọt đang cho mấy cái chèo này nó nhảy ra nè, cây mai này hơi yếu tàn nè, thấy không, đang cho nó nhảy bốn cái nách này ra, đang cho nó kín lại. Nó là cái nguyên lý tại sao vậy, chặn đọt mai. Rồi em qua đây em để chia sẻ cái clip này cho, sẵn trả lời cái clip này cho những anh em ở ngoài miền ngoài nha. Thì cái tiêu đề hôm nay em cũng chia sẻ cho mà những anh em ở ngoài miền ngoài là anh em ngoài ngoài điện vô em nói là tại sao cây mai của anh em đã kín tàn rồi mà chưa có nụ kim, bây giờ khắc phục làm sao. Thì em sẽ chia sẻ cho anh em một cái loại phân này, phân NPK 10-60-10, là những anh em ngoài miền ngoài chưa có nụ cây mai kín tàn mà chưa có nụ kim,
thì anh em nên mua cái loại cái hũ phân đó. Tại sao em chia sẻ anh em cái loại hũ phân đó? Tại hũ phân đó mấy năm về trước em có xài rồi, mà có thể năm nay em tức nhiều anh em xài phân thủy sinh không, mà tức mà em mới xài phân NPK 3 số 17 bằng nhau cho anh em. Nó nói tại xài phân thủy sinh nó tốt chứ không phải là xài NPK tốt, nên em sẽ bỏ em xài cho anh em nó xem. Nhưng mà tại vì em thương cây mai, nói thẳng ra nếu mà làm nghề kinh tế như của em đi, em chăm mai cho người ta chơi Tết, càng chi phí ít chừng nào em kiếm đồng lời, kiếm nhiều đồng lời hung chừng nấy. Nhưng mà tại sao em không làm một ký phân NPK có 50-60 ngàn thí dụ đi, còn một bộ phân thủy sinh của em tới 330 ngàn, mà tại sao em tưới phân thủy sinh mà em không xài phân NPK? Tại vì em biết phân hữu cơ á, lỡ có tưới dư chút xíu á, nó không có bị chết cây, và nó không bị, mà cái cây mình nó cũng phục hồi lại từ từ. Còn thằng NPK lỡ tưới tưới vô rồi anh em đâu có rút ra được, tưới vô nhiều quá nó cháy rễ nó xi cây rồi, anh em không biết cứ đè đầu tưới nước vô nối thiếu nước nó xuống cây. Nhưng mà em giờ em biết rồi, cây này bị phạm phân là em biết em có cách xử lý rồi á, rồi nó mới xi nó mới chết là cái chỗ đó. Nên từ chỗ đó em không cần tới tiền bạc, chủ yếu là cái đam mê của em để mà chăm cây mai cho người ta, kể không cần lời nhiều, mình kiếm một năm mình kiếm một gốc chừng 100-200 ngàn là được rồi, để cho cây mai người ta sống hoài, rằng người ta mới gửi cho mình rồi người ta mới thích mình. Còn như đưa mình chăm cây nào đó 10 cây chết hết hết ba đi, còn có 7 cây ai dám gửi mình chăm nữa, là cái suy nghĩ của em nó vậy nên em mới xài vậy. Còn cái chia sẻ nói dụ mà phân cái 10-60-10, quay trở lại 10-60-10 nha, là cái 10-60-10 hồi trước em có xài là anh em tưới vô kích nụ, tưới gốc 2 gram 1 lít nước, tưới gốc và phun lên lá luôn, những cây mai nào chưa có nụ nha, tưới gốc 2 gram phun trên lá là 1 gram cho 1 lít nước, kết hợp cho em hai cử là cây mai của anh em có thể nó là lên nụ kim như vậy nè anh em. Vào tháng 7 này mà cây mai mà anh em nào em cũng nói nha, vào tháng 7 này mà cây mai của anh em nào mà không có nụ kim là cây mai nó bị yếu rồi đó nghe anh em. Là anh em ở ngoài miền Bắc đó rồi lặt trước Tết một tháng nữa, nên anh em tưới cho em hai cử. Nếu mà nó đã lên nụ kim rồi thì thôi, còn chưa lên nụ kim nữa thì anh em tưới và phun cho em thêm một cử nữa là ba cử rồi thôi anh em ngưng. Nếu còn khi nó đã lên nụ kim rồi thì anh em quay trở lại cái quy trình của mình đàng hoàng, tưới phân NPK 3 số 17 bằng nhau định kỳ 10 ngày một lần ha. Rồi cộng với dưỡng rễ nha, em chia sẻ nhưng cái nào mỗi lần tưới phân là phải cộng với dưỡng rễ vô hết nha, cho cái bộ rễ cây mai mình nó thiệt mạnh nha, ăn Tết nó đủ sức nha, chứ không phải nói NPK không mà không cộng dưỡng rễ là không có, phải cộng dưỡng rễ. Rồi khi anh em tưới ba cử là coi như hết tháng 7 này mà cái nụ mai của anh em lên rồi, tưới lại 3 số 17, mà nếu mà tưới một cử tới hai cử mà thấy cái nụ mình nó phát to quá thì anh em gán ngày tưới lại cho em, như nụ hơi to thì anh em gán là ngày lại 15 ngày tưới một cử, coi như mình giật lại một cử phân. Theo vậy một tháng mình tưới ba cử đúng không, mình giật lại còn hai cử phân 3 số 17 bằng nhau cộng với dưỡng rễ. Ở trên người nắm bọ chỉ là bắt buộc phải phun, đặng giữ cái bộ lá này cho nó xanh hoài, nó đừng có già, đặng tới ngày lặt lá xuống đặng mà chơi bao qua cho anh em. Cái thuốc ngừa nấm là nó bảo vệ cái lá, đặng cho cái lá giữ màu xanh đó, nó lâu già đó anh em phải nên nhớ. Còn sâu bọ chỉ nó bắt buộc anh em phải xịt, không xịt nên nó ăn ba cái nụ mai mình sao. Rồi cái tới tháng 9 đang quay trở lại tới cái tháng 9 á, nếu mà cây mai của anh em nụ hơi to nữa thì to cỡ như em nói tới tháng 9 mà nó bự hơn hột gạo một chút rồi á, thì anh em tốt nhất tưới phân NPK 3 số 17 cho em một tháng một lần, tưới một trong tháng 9 tưới một lần thôi ha. Còn nếu mà nụ nó lọt qua tháng 9 mà nụ nó gần bằng đầu đũa, gần em đầu đũa ăn như giống giảo Thủ Đức nha, tùy theo giống mai nữa, cái nụ của coi cái giống mai của anh em là cái gì. Lọt qua tháng 9 á, nếu nụ bự nữa anh em cắt phân, đừng tưới miếng phân NPK nào hết, đừng tưới dưỡng rễ nào hết vô cây mai, chỉ phô tưới nước ở dưới gốc cho em hàng ngày, ở trên anh em phun ngừa sâu với bọ chỉ thôi. Rồi lọt qua tháng 11 đi rồi mình tính tiếp, hay ta gầm tháng 10 mình tính tiếp, tại cái nụ mình bự thì cấp đó mới xử lý cái cách khác nữa. Bởi chăm cây mai mỗi cây mỗi chăm sóc kiểu cách khác, chứ không phải cây nào cũng vô theo to mà bổ đâu anh em. Cái đó bởi người ta mới gọi là cái kinh nghiệm
Tại sao người nào những anh nhà vườn lớn kinh nghiệm ta nhiều thì ta làm rồi tới cuối năm lãi lá cây nào như cây nấy. Anh em biết lọt qua cái tháng này là nó chia ra rất nhiều thành phần để chăm sóc cây mai. Người ta coi cây nào chưa có mắc kim ta xử lý tứ phân gì, rồi cây mai nào có mắc kim ta xử lý phân gì, còn cây mai nào cái nụ hơi to người ta xử lý phân gì tứ phân sao, rồi cây mai nào nụ to nữa rồi người ta sẽ làm làm sao. Nó quá nhiều giai đoạn lọt qua tháng 7 này đổ lên, bởi đừng có suy nghĩ nói là chăm cây mai là đơn giản, không có đâu anh em. Em nói thật lòng nó thì anh em cứ tưới đi ba cử xong rồi anh em cảm thấy có nụ kim rồi anh em quay trở lại tưới như em chỉ ra. Để cái clip cũng quay hơi dài rồi, chắc em phải kết thúc chứ nói nhiều quá anh em coi cũng nhàm chán. Rồi trên điện thoại em lúc nào cũng có số Zalo hết, để làm chi em để cái số Zalo đó để cho anh em kết bạn với em, cần cái mai si làm sao nó bị vấn đề gì cứ điện alo em, lúc nào em cũng bắt máy. Anh em kết bạn với em lúc nào em cũng đồng ý hết, để cho như em suy nghĩ nhiều khi cái lúc những anh em cần có những cái mai si mà người ta không biết, người ta điện tới mình đặng mình chỉ cho người ta, đặng điện vô Zalo cho nó đừng tốn tiền chứ không gì hết đó. Còn như để điện số cực khổ anh em mà tốn tiền, còn chỉ cái mai chăm sóc anh em nhiều khi về mỗi lần chỉ cho nó cặn kẽ thì nó buộc nó phải nói chuyện lâu, nên anh em cũng phải cũng thông cảm cho em ha. Rồi còn như cái gói thuốc mà Alphacon của Dubai Hoa Kỳ lúc nào ở nhà em cũng có hết, anh em yên tâm đi. Anh em yêu cầu alo anh Hùng, Hùng anh ơi đưa gửi làm ơn gửi cho anh một cái gói thuốc tới địa chỉ đó thì cứ alo em sẽ gửi liền, lúc nào gói thuốc đó em cũng có hết. Tại em hứa với anh em rồi, em xài thuốc đó thì em phải lúc nào cũng trong nhà có, đang lóng lúc anh em cần để cứu cây mai anh em mà em đâu có bỏ anh em được. Alo em lúc nào cũng có gói thuốc đó, nhưng mà cái gói thuốc đó là đã có công hiệu rồi ha, thì anh em đã có nào có xài rồi biết rồi đó. Vậy em xin chào tất cả anh em ha. Cái clip bữa nay nói hơi dài, đặng chỉ là phải chỉ cặn kẽ rồi. Anh em có áp dụng theo kiểu cách cái kinh nghiệm của em làm thì làm. Rồi em xin chào tất cả anh em xin chào.